Xin chào mọi người đến với podcast Have a Sip, uống gì không? Một chương trình mà từ lúc đầu thì cái nguyên bản là thì mình nói là mình sẽ phỏng vấn những người nhiều chữ. Sau đó thì mỗi lần nói chữ nhiều chữ, rất là nhiều khách mời kiểu hơi kiểu lùi lại một bước. Mình nghĩ ok, mình phải tìm một cách tiếp cận khác. Thực ra chữ thì nó chỉ là ẩn dụ cho việc là sự sáng tạo này, những cái câu chuyện này. Đấy, và hôm nay thì rất là vui mời được một người nhiều chữ. Mặc dù định đổi nhưng mà rõ ràng đây là một người nhiều chữ. Chào mừng B-Ray đến với Have a Sip. Cảm ơn chị. Cũng nghe cái lúc mà nghe nhiều chữ em cũng hơi rung. Nhưng mà rõ ràng cái lời mời của mình với B-Ray là rất là khác. Tức là bình thường là Vietcetera có một ekip, xong có producer sẽ gọi điện. Hoặc là thì mình sẽ có một cái mối quan hệ cá nhân thì đấy với khách mời và mình sẽ mời lên chương trình. Nhưng mà thì mình với B-Ray là một mối quan hệ nó rất là giống như hàng triệu người khác ở trên cuộc đời này. Đấy là làm friend với nhau trên Facebook. Đúng không? Và đúng cái lời mời nó diễn ra. Mình kể lại cho mọi người một chút. Là manifest the whole thing ý là tại vì thỉnh thoảng cũng coi cái Have a Sip, kiểu em cũng cũng thích đấy, kiểu nhìn thấy xong rồi cái em kiểu như là em thấy ô tại sao chưa mời mình đúng không? Làm sao mình để được lên những làm sao để mình được lên đây? Xong thì em có ngồi em nói với team, xong rồi team cũng nói là cái này là chị thì mình sẽ invite chứ không có ấy thời. Em nói ok, nếu vậy thì em sẽ mình ngồi đây mình chờ. Em không chờ nữa. Em biết định là em sẽ đi add friend chị. Ok, lúc đấy hả? Sau đó a year later. Không đến nỗi lên plan chưa? Đúng rồi. Thì một ngày mình thấy thực ra là thì mình follow Bảo ở trên Facebook rồi. Tại vì hồi đó là mình có để ý quan sát. Và thú thực là có một cái show là Không Cay Không Về. Hồi đó thì mình phỏng vấn các rapper. Và mình đúng kiểu như là trước cả rap Việt. Cho nên là đấy là một cái thế giới. Và cách đây là mọi người hình dung là nó khoảng 4-5 năm ấy. Thì cái thế giới mà rap underground nó như một cái mỏ vàng. Trước khi mà nó bị rap Việt đào, năm nay là mùa thứ 3 rồi. Thì mình bảo là ok, thì bắt đầu mình sẽ research tất cả những cái nhân vật. Thì đấy, B-Ray bằng cách nào đấy thì ở trong cái top list đấy, đúng không? Đấy, thì nhưng mà cái duyên lúc ấy nó chưa đến. Tại vì 5 năm trước là mời xong thì đã chưa không quay được cái tập Không Cay Không Về đấy. Nên là mình có add friend và mình thấy mình có follow. Nhưng mình nghĩ là ok, thôi mình cứ ở trong thế giới này song song đồng hành với nhau thôi, đúng không? Nhưng mà lúc mà em post cái icon cốc cà phê thì em đâu có nghĩ gì đâu, đúng không? Không. Lúc đó là em chỉ là em hay em hay đăng mấy cái status boomer nhiều khi là chỉ là một cái icon gì đó. Tự nhiên hôm đó thì em hay mở cái điện thoại lên xem thấy cái icon nào hay lại cầm ấm đăng lên thôi. Xong cái tự nhiên cái chị vào em lại đây rồi. Đấy thì câu chuyện là như thế, một cốc cà phê nóng đúng không? Thì mình giống như là nó là cái đúng, nó là cái icon của chị. Bình thường là mọi người sẽ thấy là thì mình uống cốc này, hôm nay tối qua tiệc tùng hơi nhiều, giọng hơi khàn. Mình uống hai cốc. Mình nhìn thấy một cái cốc cà phê thì mình không kiểu không đừng lại được ấy. Mình phải viết một chữ Have a Sip vào trong đấy. Và cuối cùng thì nó sau đó thì nhân vật bảo là em đã ngồi đây mà cho câu này. Và cái điều gọi là khán giả hình như cũng rất là chờ, tại vì rất là nhiều các cái comment ở dưới là tức là bằng mọi giá thuyết phục là chị ơi anh này nhiều chữ lắm, chị mời đi đấy. Và chúng tôi có một cái cuộc gặp. Thì mình nghĩ là chắc là sớm muộn thì mình cũng sẽ phải đụng mặt thôi. Và cái duyên đôi khi nó rất là tình cờ như thế. Cảm ơn các khán giả là các bạn cũng gọi là bình thường người ta ship chuyện khác nhưng còn lần này thì người ta ship đó nên là mình có mặt ở đây. Nên là đúng theo thông lệ của Have a Sip thì cái này nó không giống cái icon, nó là một cốc bạc xỉu đúng không? Và thực ra trước khi đến đây thì thầy cầm theo cốc trà đào. Nếu coi đồ uống miêu tả về bạn thì xin mời bạn tự miêu tả bản thân qua đồ uống nào.
Lúc mà em học em được hỏi là em sẽ uống cái gì thì em nói em chỉ nghĩ là em sẽ uống bạc xỉu tại vì em không phải là một morning person. So cho nên là em nghĩ là để tới đây để tỉnh, em muốn tỉnh táo một tí xíu thì em nghĩ là em sẽ uống bạc xỉu. Bình thường thì em sẽ uống bạc xỉu mà tại vì em biết em tới đây em uống cà phê cho nên là em sẽ nên muốn uống trà vải. Ok. Nhưng mà nhìn nghe là thấy là em không có phải là người hardcore về cà phê à? Dạ không. Đúng không? So ý là cái người mà uống cà phê, em không uống cà phê được. Cái người mà uống cà phê được là mẹ. Mà mẹ là uống cả kiểu như là đen đá mà không có uống đường luôn. Đen đá mà, không đường. Dạ mà cái kiểu như vậy thì mẹ lại hay đi rủ uống cà phê vừa mới sáng với mẹ. Thì cho nên là em chỉ uống được bạc xỉu thôi. Tới đây là được. Tới đây là được. À đấy, nhưng mà nếu mà cốc cặp bạc xỉu này nhá. Bây giờ coi như đây là lựa chọn của em rồi. Nhiều sữa. Bạc xỉu là nhiều sữa. Mà thực ra bạc xỉu rất là miền Nam. Bởi vì ở ngoài Hà Nội thì hay có kiểu nâu đá, nâu nóng. Tức là cái màu nâu. Tức là cà phê với sữa nó đều đều nhau. Nhưng mà riêng thì mình vào đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu rồi, nhưng bây giờ mình mới thấy đây là cái đồ uống rất là Sài Gòn. Rất là Sài Gòn bởi vì là mọi người vẫn muốn uống một chút cà phê thôi. Nhưng mọi người không biến nó thành một cốc cà phê. Mọi người gọi tên riêng cho nó là bạc xỉu. Thế là em là người mà thích sữa nhiều hơn, thích sự ngọt ngào. Thích ngọt. Thế à? Yếu thích ngọt kìa. Và cái thích ngọt này là có nhiều nghĩa không? Ý là với mọi mối quan hệ nhiều em cũng thích cái sự nhẹ nhàng ngọt ngào. Khi mới đến đây chắc là mọi người hay nói là mọi người hay như nào nhỉ, hay có một cái định kiến về em không? Có hay phải for phá sure luôn. Cái định kiến đấy của mọi người. For sure kiểu cái giống như là cái câu đầu tiên mọi người gặp sẽ là ồ sao lại hiền vậy, sao lại quá hiền, thì em cũng không biết nữa. Tại ý là nhiều khi là em đôi khi em nói giỡn thì em nói là em chỉ có hướng ngoại online thôi. Nhưng mà còn ở ngoài thì em khá là anti-social, em khá là ở nhà, em thích ở một ngục mình ở nhà rồi. Em ít khi em phải làm quen với lại một cái người đó hoặc là ấy trước khi mà em mới có thể bắt đầu nói chuyện luôn bình thường được. Thế thì có hai B-Ray, có Bảo và có B-Ray. Hay là có lúc nào thì mình nhận ra là có một cái nhân vật mà mọi người sẽ mô tả về cái nhân vật đấy như thế này, và cái nhân vật đấy không nhất thiết là giống với mình. Lúc nào thì em nhận ra cái điều này? Em nghĩ là từ lúc là bé, từ lúc bắt đầu là viết nhạc rồi là em là đã thấy là và cả ở nhà cũng vậy nữa, là ở nhà với cái cách em ở nhà với bố nó khác, với lại cái cách em ra ngoài em chơi với bạn, người chơi với nhóm này em sẽ khác đi chứ. Thì em kiểu làm em thấy là cái personality là nó fit in nhất có thể thì em sẽ sử dụng. Và khi mà em làm nhạc cũng vậy, một trong những người mà em thích là Eminem ấy. And so, và Eminem hay sử dụng những cái persona để cho He có thể thoải mái nói cái gì cũng được qua cái persona đó. Thế thì cái gì đến trước trong bắt đầu viết nhạc thì nhận ra là mình có thể có nhiều nhân vật và dùng nhạc để mô tả cái nhân vật, và dùng cái gì đó, dùng nhân vật bước vào nhạc. Hay là em đã cảm nhận thấy là có nhiều cái phiên bản của mình rồi em mới dùng âm nhạc, tức là cái trong âm nhạc thì bắt đầu nhảy ra nhiều nhân vật, hay là trước khi âm nhạc đến thì đã có nhiều thứ ở trong? Em nghĩ là nó là a little bit of both, cả hai một chút xíu. Thì tại vì em làm nhạc thì em mới bắt đầu viết những cái đó, và tại vì em viết những cái đó thì mới bắt đầu em mới nhận ra là em có những cái personality như vậy. Em có nói là khi em ở với bố thì rất là khác. Là như nào, bố em như nào? Tại vì ba em với em thì là gọi có là hợp nhau không hay là không, khá là không. Khắc khẩu. Chúng ta nghe nhạc là sẽ Nàng thơ mà. Chàng thơ.
Cho nên là em với ba khá là khắc khẩu, cho nên là ở nhà thì em thì đó em không 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 có nói chuyện nhiều, không có không có kiểu như là không có, đôi khi là em kiểu cố tình sẽ cố tình ở trong phòng để tránh mặt, không không để không gặp. Và căng nhất là vì điều gì? Cái chuyện khắc khẩu thực ra là chị thấy cũng là một cái lý do. Chị nghĩ là bố mẹ mình, nếu mà các bạn đang xem chương trình này và các bạn hợp với bố mẹ thì là một điều rất là kiểu như may mắn ấy, đúng không? Thường là chị không biết, chị siêu khắc khẩu với mẹ chị và đến tận bây giờ. Nên là cái chữ khắc khẩu thì nó hơi nhẹ, nhưng theo em nghĩ là tại sao có cái sự khắc khẩu đấy, ngoài cái việc là à mình khác với cái cá tính của mình khác, nhưng mà có một cái mâu thuẫn gì không? Thì về chung em cũng không nói sâu vào, nhưng mà em về chung quy cũng là em lúc bé lớn lên xong rồi cũng cả một phần em thấy là em cũng khá là em trách ba về khi mà ấy với mẹ, thì mình cảm thấy là mình muốn bênh mẹ xong rồi mình con trai cưng của mẹ à, thế đó không? Vâng. Chứ không phải là, tức là phần lớn là nó đến từ phía em à? Tức là phần lớn là em em có một cái gì đấy với ba thay vì là ba với em, đúng không? Ba của em có vấn đề gì với em không? Thì bởi vì cái em cũng khá là cứng đầu và cố chấp. Thì có rất là nhiều thứ là ba mong muốn em làm thế, thì em thì đó, thì tại vì cái tính của em là như thế, em đang chống đối. And so cho tới cuối cùng thì vẫn là em im lặng, em chọn im lặng. Em vẫn gật đầu dạ ok, nhưng mà em sẽ làm theo ý của em. Và điều đó thì lại làm ba rất là một cái mối quan hệ của giữa mình và ba của mình theo em sẽ có ảnh hưởng gì đến em? Tức là ảnh hưởng đến, chị nghĩ là nhưng mà thường thì nếu mà mình như chị thì cái mối quan hệ chị với mẹ chị thì chị không chị không nghĩ là chị bị ảnh hưởng quá nhiều. Còn chị không biết với con trai khi mà có một cái mối quan hệ có thể là hơi không tốt với bố thì có gây cho mình cái điều gì không? Ý là em không có mối quan hệ không tốt như vậy thì em có hay phải em có nghi ngờ bản thân mình không ấy? Em có bị nghi ngờ bản thân à? Hoặc là em có muốn trở thành, tại vì chị không biết, mình rất hay nhìn một cái role model, một cái hình mẫu của mình, đúng không? Chị không biết, nhưng mà những cái người bạn trai của chị thì tâm sự là nếu họ không thích bố họ lắm thì họ sẽ luôn cố gắng mọi cách để không trở thành giống như thế. Oh yeah, for sure. Đấy. Thì có cái đấy với em không? Actually nó là lý do mà về sau này em reconnect được với bố. Là bởi vì khi mà mình lớn lên một tí xong rồi mình bắt đầu mình cũng trải qua nhiều thứ, xong rồi mình cũng hiểu được ok, lý do vì sao ba mình làm như vậy. Đôi khi và kiểu em cũng nhìn nhận lại là nhiều khi là ba không phải là người xấu, chỉ là lúc đó ba còn trẻ, ba chưa có đủ cái sự chín chắn, cái sự trưởng thành để quyết định đúng đắn. Thì tại vì tới khi nào mà mình cũng vào ở trong một cái trường hợp như vậy, và vào cái lúc, vào cái thời điểm đó khi mà em làm cái chuyện đó, em cũng không có biết là mình đang làm sai cho đến một khoảng thời gian sau. Và bây giờ hòa bình chưa? Bây giờ kiểu và em cũng thấy là đôi khi là cái cách kiểu để ở bên cạnh, và là phải để kể hai cha con có thể ở bên cạnh nhau, là em phải rời đi. Tại vì khi mà xa như vậy xong rồi em về đây rồi cãi nhau với ba, quyết định là về đây nhất quyết về cho bằng được. Xong rồi khi mà em có được thành công, em quay trở lại thì hai cha con hiểu nhau nhiều hơn. Thế là cãi nhau rồi đi về Việt Nam, hay là do quyết định đi về Việt Nam rồi thì mặc cãi nhau? Do em quyết định về Việt Nam cãi nhau. Rồi thế giờ hỏi em một chút về
Còn em về mối quan hệ với mẹ rất là ổn à? Em rất là ổn với mẹ. Mặc dù là em lớn lên ở bên Mỹ cùng với ba, nhưng mà em là khá là thân với mẹ. Em sẽ mô tả mẹ em là người như thế nào? Mẹ em là một người quyền năng. Thế à? Như là Doraemon, nó có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề mà em có. Dạ, em còn biết được rap không? Dạ. Còn biết được rap không? Không được, nếu mà được thì mẹ cũng sẽ viết chứ. Đúng không? Không, nhưng mà chị hay hỏi cái câu này với các rapper, đấy là nếu bố mình và mẹ mình rap battle mà ai thắng ấy, thì thường là mẹ thắng đúng không? Not with mẹ em. Thế à? Mẹ em là một người kiểu rất là soft. Rất là soft spoken, rất là nhẹ nhàng, rất là and so một phần em nghĩ là em cũng lúc mà em về đây xong em bắt đầu em cũng calm down xuống một tí xíu nhiều hơn, rất là nhiều là cũng là nhờ mẹ. Dạ, kiểu giống như là mỗi lần em rất là hay nóng tính, xong rồi là mẹ sẽ ok không. Dạ, thì mẹ em là một cái người ấy, cho nên là mẹ sẽ không cãi nhau với ba đâu. Ok, tại vì em nói từ quyền năng là chị kiểu hơi giống kiểu mẹ. Mẹ bác xỉu đúng không? Mẹ cái phần ngọt ngào là đến từ mẹ đấy đúng không? Yeah. Quay về chuyện em viết rap, em đã bắt đầu như thế nào? Cái việc là bắt đầu viết và idea trở thành, à đúng không, ngày tới trở thành rapper. Ok, so nó cái việc em biết về rap, tới rap là do một chút xíu là muốn được fit in. Yeah. Cái cộng đồng bên đó hả? Yeah, tại vì lúc mà em vừa mới qua bên Mỹ thì... Là bao nhiêu tuổi? Là lúc em 11 tuổi. Thì ba ở cái chỗ mà ba dọn tới thì nó rất là sao ta, chỉ có người da màu thôi và không có người châu Á, thậm chí là người ở trong trường chỉ có một hai người Việt, mà cái người Việt đó nó lớn lên từ bên Mỹ, nó cũng không có nói được tiếng Việt, and so mình bắt buộc là mình phải học. Tự mình học lấy. Và thì đó, thì ở trong trường cái thời đó thì nó lúc đó là internet nó chưa có ấy nhiều cho lắm, and so đa số là kiểu mọi người vẫn còn nghe mấy cái vẫn còn dùng mấy cái boombox. vẫn còn ấy. Xong rồi thì mọi thấy ở sau giờ học nó hay freestyle, xong rồi thì mình muốn chơi cùng với mọi người thì mình sẽ ấy, xem mình thấy thấy hay ho thì mình cũng đọc theo. Xong rồi thì nhưng mà thì nó cũng là kiểu như mọi người cũng thấy thấy vui á, thì kiểu cũng thấy là tất cả mọi người họ thấy thích. Sau đó thì em mới về thì em mới tò mò là cái này nó mới hoàn toàn với em. Em mới tò mò là tại vì trước giờ em ở Việt Nam thì em chỉ nghe hát thôi. Sau em mới nói là cái này nó không biết ở Việt Nam mình có không. Thì đấy, thì em mới bắt đầu là mới lên internet thì mới là bắt đầu là rap Việt Nam. Xong rồi thì cái bài đầu tiên nó hiện lên là tiểu thuyết tình yêu của anh Ly Bảy với lại Andre. Xong rồi em bị sốc văn hóa, kiểu giống như là ý là ở bên đó em đang nghe một cái ấy, nó rất là street, nó rất là gang, xong rồi cái qua bên này cái kiểu yeah, this is what this Ly. Em kiểu nhưng mà thì từ cái đó thì em mới lân la tới mấy cái forum Việt Nam, rồi bắt đầu em mới ok em làm quen, em mới tập bắt đầu viết từng tiếng Việt. Nhưng mà lúc đấy em đã có sự lựa chọn là viết bằng tiếng Anh thôi mà. Để mà gọi là fit in hẳn. Tại sao em vẫn ý là tìm cái đấy ở Việt Nam ấy? Em thực ra lúc đó là như là nó cũng chỉ là sự tò mò thôi. Tại vì từ em chỉ là một người, em chỉ ngồi em chán, xong rồi em ngồi em suy nghĩ cái này em rất là thích, nhưng mà tại vì em cũng là lúc đó em không nói tiếng Anh rành và em thấy cái này nó rất là hay ho. And so em giống như là em cũng chỉ là tò mò thôi, là rap Việt Nam, em coi nó có cái gì, muốn coi nghe rap Việt Nam mình như nào thì đó
nó lại hiện lên như thế, xong rồi cái em bị dính theo luôn, làm cái cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ. Và trong chị quay lại cái thời gian đấy một chút, cái đấy cái lúc mà 11 tuổi và sang một cái môi trường hoàn toàn mới, ngôn ngữ mới. Lúc đấy có khó với em không? Hay là em trải qua giai đoạn đấy như thế nào? Khi mà em chờ sẽ nghe lại hỏi. Tức là cái lúc mà ở bên Mỹ, cái giai đoạn đấy. Rap nó là một cái công cụ để cho em fit in, cho em hòa đồng vào với mọi người. Còn lại thì cuộc sống có khó khăn với em khi mà là một cái người trẻ như vậy và sang một cái môi trường quá khác? Cuộc sống ở bên đó thì nó không có, em transition khá là ok. Thế à, lúc ấy còn trẻ đúng không? Thế là có thể là tại lúc đó còn khá là nhỏ. And then tại vì em buộc phải học tiếng Anh như thế, và em cũng kiểu muốn fit in với mọi người như thế. Thành ra là em học tiếng Anh rất là nhanh. Thì cho nên là em hoàn toàn là transition nó rất là lẹ. Có khi lại kiểu sung sướng đi sang một môi trường mới có. Cái lúc đó thì em không thích. Giờ lúc em qua em khóc quá trời khóc luôn à. Chọn về Việt Nam nhớ mẹ. Ở này không quen ai, không biết ai, giờ buồn khóc quá trời khóc luôn. Xong bao lâu thì mình, thì em cảm giác là em nghĩ là thì nó bao lâu hả, em cũng không có rõ. Em có vẻ là tới cái lúc mà em khoảng chừng ở bên đó khoảng chừng được khoảng 2-3 năm là em bắt đầu là em quên mất luôn về cái cuộc sống ở Việt Nam. Chị thấy cái điều hay là thực ra tuổi càng trẻ cái khả năng thích nghi của mình ở môi trường mới dường như là tốt hơn. Tại vì là chị cũng phỏng vấn những người, những bạn mà sau này gần nhất có cái cuộc đối thoại với Cam. Cam đi khỏi Việt Nam cái thời gian gần đây. Nên là nó trở nên khó khăn hơn rất là nhiều so với lại mình. Tại vì mình đúng rồi. Cái đời sống của ở Việt Nam nó thành cái phần quá lớn đi. Để mà cân lại nó khó, nên chị mới hỏi lại là nhưng mà đúng là vào lúc còn rất là trẻ. Và thế thì giả sử nếu em không về Việt Nam, em không phải là một B-Ray nổi tiếng, em nghĩ là cái cuộc sống ở Mỹ của em sẽ như thế nào? Và em có cái khả năng hoàn toàn fit in, em có cái khả năng là cuộc sống này, trái đất này là của chúng mình, tôi vẫn kiểu ổn không? Yes, em nghĩ vậy. I mean, thế là thực tế là em đã ở Mỹ bao nhiêu lâu thì em mới về Việt Nam? Em về Việt Nam khoảng hồi 2017, là tới bây giờ là được 6 năm. Lúc đó là em 24 tuổi về đây. 23, 24 tuổi tầm đó. Thì em nghĩ là nếu mà em không thì bây giờ em đang ở bên đó làm gì? Làm dược sĩ. Dược sĩ. Và có một cái khoảnh khắc nào em nghĩ là ok, dược sĩ sẽ là nghề của tôi không? Hay là không. luôn là sự nghi ngờ à? Luôn là sự nghi ngờ. Thế tại sao lại bắt đầu? Mà ngành định khó chứ. Dạ vâng. Thì thực ra thì là ok, thì để em kể nghe chị nghe. Là một ngụm nước. Dạ thì để sao ta, thực ra thì đấy, thì em nghĩ là em lúc nào cũng sống một cái double life ấy. Kiểu thì đó, em sẽ một mặt em sẽ phải với ba. Thực ra thì với mà cái việc đi học là do ba muốn em đi học. Em đâu muốn đi học. Đó không phải là cái mà em muốn. Thực ra là em cũng không có biết là em thích gì. Tại vì em luôn thật sự là không có cái gì nó làm cho em passionate, ngoài trừ là làm nhạc, songwriting. Tại vì có rất là nhiều lần là, tại vì ban đầu thật sự là với cái này thì em cũng chỉ xem nó là một cái hobby ấy. And so em cũng cố thử bỏ rồi. Nhưng không có được. So that's đối với em đó là cái duy nhất cái em mà em passionate. Và em có cái feeling là giống như là em talented and you know. Cái feeling like, này nó có từ ngay lúc bắt đầu không? Hay là lúc mới đầu, hay là đến bao nhiêu lâu thì em cảm giác là
tôi có một cái talent này. Em thấy là lúc bắt đầu là em đã biết là em thích songwriting, em thích viết nhạc. And so khi mà em bắt đầu là em viết xong rồi em nhận được cái phản hồi, cái feedback của mọi người, và em thấy được cái competition của mình, và em thấy là rất là khó để mình kiếm được một cái gì mà mình là thuộc trong những cái người top. So cho nên là em rất là passionate về cái chuyện này, em khá là sure về chuyện này, và em cũng không, trước giờ em cũng không có passionate về một cái gì ngoại trừ nó. Cho nên là em có ấy thì em cũng lúc nào cái đầu của em thì cũng chỉ nghĩ về về cái đó thôi. So cho nên là em vẫn đi học, em vẫn đi học và em vẫn nhưng mà tại sao là dược sĩ? Tại vì đó là dễ kiếm tiền. Là gì? Để dễ kiếm tiền, nghĩa là kiếm được tiền nhiều. Tức là và ba muốn em học. Thì ban đầu thì em không chịu học đâu. Nhưng mà tại vì em có đứa nhóc, một thằng cu lúc em 19 tuổi. Thực ra chị biết rồi nhưng mà chị vẫn là bầu wow. Thông tin này có được public truyền thông không? Dạ có. Wow, nhưng mà bây giờ quay về chuyện đấy đi. Khiếp. Chị nghĩ so với việc học dược sĩ, việc tìm được đam mê của mình, với cái việc là trở thành một ông bố vào lúc 19 tuổi là cái đấy nặng nhất chứ, cái đấy khó nhất chứ, đúng không? And so em I mean, vào cái lúc đó thì cái lựa chọn nó khá là easy, tại vì như chị biết thì là như chị cũng có nói là hồi lúc trước nhạc rap không có kiếm được nhiều tiền. Cho nên là it's rất là easy quá trời, cái 1, 2, 3 thì cái đó là cái đầu tiên em không có nghĩ đến, thì nó cũng em xác định nó chỉ là một cái hobby của mình thôi. Thì nhưng mà em focus. Có liệu sẽ trở thành một người dược sĩ giỏi không? Em đi làm chưa? Em chưa. Chưa. Nhưng em nghĩ là em có khả năng trở thành một người dược sĩ cũng tương đối ổn không? Em thấy nó cũng chỉ là một cái công việc 9 to 5 ấy. Kiểu 9 giờ tới 5 giờ, you don't have to be gifted. Nhưng mà chị tưởng là nếu như những gì Harry Potter là đúng thì ý là học các loại thần dược. Ý là cũng là một thứ khó, không khó với em lúc đấy à? Thì tại vì em có lẽ là tại vì mình không có thực sự là thích nó, không có đam mê về nó. And so cho nên là mình cảm thấy em đó, thì khi mà em học xong rồi em thấy là bây giờ mình cứ tiếp tục mình ấy cái công việc từ 9 giờ tới 5 giờ, 9 giờ tới 5 giờ, 9 giờ tới 5 giờ vậy hoài, mà mình cũng không có thích cái công việc này nữa, thì em thấy là tự nhiên em ở đây làm cái gì. Và lúc đó thì cộng thêm thì lúc đó thì em về Việt Nam xong rồi em lúc mà em về xong rồi em chỉ là đi show chơi thôi. Xong cái lúc đó thì tự nhiên em về em cũng lại có một cái gut feeling là nó it could be something big. So cho nên là em về xong cái em suy nghĩ thì đó, em thấy là em ở đây em muốn đi về. Văn hóa của mình đấy là thường là bị không có một cái đường thẳng. Là tôi thích cái điều này, nhưng mà khi mình còn trẻ không ai, rất là ít người may mắn được nói rằng là nếu mà nó không phải là con đường truyền thống, nếu mà từ bé em đã đam mê trở thành dược sĩ chẳng hạn thì chị đoán là con đường có thể thẳng hơn, tại vì mình sẽ được cái sự ủng hộ của người xung quanh. Đúng. Còn phần lớn thì mình sẽ rơi vào một cái hạng mục gọi là chả hiểu nó làm cái gì, nhưng mà thôi cứ kệ cho nó làm một tí. Nhưng mà việc chính là đường này. Cái mô hình để thành công trong cái cuộc sống này là làm theo những cái con đường đã có sẵn. Và người trẻ rất là loay hoay, và nên cho nên là chị hay kiểu hỏi nhiều ở cái giai đoạn mà ai đấy bắt đầu. Tại vì chị có cảm giác là thành công thì không phải dễ, nhưng mà rất là nhiều người đã nói về thành công rồi. Nhưng người ta thường không cho mình một cái secret sauce là tôi đã tìm thấy thành công như thế nào. Tôi đã trong rất là nhiều những cái
rối bời như thế. Nó giống như một cái ma trận mà em kiểu em đi xong đúng không? Mình có điều gì chắc chắn là mình đi nó đến đích đâu. Dạ đúng. Thì trong cái lúc đấy cái gì nó khiến mình đi? Em chỉ lúc đó thì em thực sự em cũng không, ý là mọi người cũng hay hỏi tại sao để như vậy hay là có cái secret gì hay là làm sao để em thực sự là em nghĩ là em lúc đó chỉ là thấy là cái em chỉ biết cái bước kế tiếp của em là cái bước đó, em đi được cái bước đó thì em sẽ đi cái bước đó. Chứ bây giờ em ý là lúc đó tất cả mọi thứ xung quanh nó em không có thấy gì, em đâu có thấy đường đi đâu. Nhưng so em chỉ thấy được trước mặt em cái bước nào em đi được thì em đi thôi. Và so em rất là nhiều may mắn. Chứ em nghĩ là may mắn là... May mắn gì? Chị thấy một người... Chị nghĩ là có cực kỳ nhiều nguyên liệu đúng không? Nếu mình coi cái cuộc sống này là nó là... Đến cuối cùng nó là nấu nướng ra một cái món gì đấy. Yeah. Thì nó có hai thứ thôi, thế là kỹ thuật và nguyên liệu. Yeah. Nguyên liệu cuộc sống của em là chị nghĩ là một trong những rất là nhiều nguyên liệu hay. Yeah. Đúng không? Cái việc di chuyển giữa các cái môi trường sống khác nhau, những cái sự kiện, những cái gia đình. Chị nghĩ cái cách nhìn đấy sẽ làm cho mình tích cực hơn. Yeah. Bởi vì sẽ rất nhiều người cảm thấy buồn bã là gia đình của mình không có trọn vẹn. Yeah. Hay là tại sao tôi phải di chuyển, tại sao tôi đang ở đây rất là ổn, tại sao tôi phải đi di chuyển. Yeah. Hay là di chuyển xong rồi tại sao tôi lại phải quay về, đúng không? Yeah. Nhưng mà nó chính là chất liệu, có bao nhiêu cái nguyên liệu nó giàu có như thế. Nó giống như là nếu mà gia vị chẳng lẽ là chỉ có mỗi muối với tiêu, đúng không? Yeah. Đây mình có bao nhiêu các cái thứ. Đúng không? Còn cái thứ hai tất nhiên là nó là kỹ thuật. Yeah. Với những cái nguyên liệu như thế mình vẫn có thể phí mà. Yeah. Tức là có nhiều người có thể sẽ có một cái đời sống đầy màu sắc nhưng mà người ta cũng không mài giũa cái kỹ thuật đấy để làm gì cả. Yeah. Đấy. Em có lúc nào em cảm thấy thoải mái với bản thân em nhất rằng là có một cái tại vì nhá, trong nhạc của em yeah. nó chia rất là rõ ra hai cái thời kỳ. Yeah. Một cái thời kỳ chị còn trích mấy câu là cái thời kỳ gắt gỏng. Có phải công nhận thế không? Yeah. Là... rõ ràng nó có một cái gì đấy xảy ra, nó có một cái sự thư giãn hơn sau này. Yeah. Bây giờ khi mà em nghe lại những cái nhạc ngày xưa em làm thì em chỉ thấy nó giống như là một cái kiểu một nhóc kiểu bị bực dọc với cuộc sống ấy, xong rồi kiểu mà nó đúng là như vậy thật. Khi mà tại vì em lựa chọn nhạc là một cái nơi để em có thể em stress với mọi thứ và thì em xả xong rồi lại đi làm việc. Yeah, so khi mà em nhìn lại thì thấy đó là một cái bộ nhóc rất khá là giận dữ. Và thì em có một cái khoảng thời gian mà em khá là bị trầm cảm, and so nó cho em cái thời gian để em ngồi em chiêm nghiệm lại, nhìn lại mọi thứ. Và thì đó thì nó làm cho em ok, calm hơn, em nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Xong rồi thì nó làm cho em gỡ từng cái vấn đề đó. Cái giai đoạn trầm cảm đó là em đã ở Việt Nam rồi hay là em đang ở bên kia? Là em ở Việt Nam. Đã ở Việt Nam rồi. Yeah. Và điều gì khiến cho, tại vì lúc đấy em tìm được đam mê rồi. Yeah. Em cũng ở trong một môi trường mà em được chọn rồi. Em ở cạnh mẹ. Yeah. Thế cho chị hỏi là tại sao mình lại ở một cái đấy khi mà mình có vẻ như mọi thứ thuận lợi hơn với mình. Right. Và đó là tại sao em mới bị trầm cảm. Là em nghĩ rằng là khi mà em về đây, em sẽ chạy theo cái đam mê này và em nghĩ là khi mà em đạt được cái thành công đó, em sẽ rất là vui, rất là happy. Nhưng cuối cùng mà khi mà em bắt đầu có những cái đó thì em cảm thấy là it's not enough, nên không vui. And so nó lại làm em ngồi đó something, em có vấn đề với em, với bản thân mình. Bỗng nhiên cái tờ thì đó em rất là nhiệt huyết, rất là làm nhạc, xong rồi tới lúc mà bắt đầu là em bắt đầu có được cái thành công thì em tự nhiên em lại không muốn làm nữa. Xong rồi cái em cứ kiểu
ngủ nhiều hơn rồi kiểu thì đó thì em lúc đó em mới ok something có vấn đề với mình. And so em mới bắt đầu em ngồi, nó cũng mất khá là nhiều thời gian để em có thể nhận ra là khá là nhiều thời gian để em có thể sao ta học cách control cái cậu nhóc giận dữ đó. Tức là cái cậu nhóc đấy vẫn còn bên trong. Oh yeah. Luôn ở trong đấy đúng không? Yeah. Em nghĩ là một phần một cái đặc điểm mà em, một cái điều mà em học được là cách để gọi là sao ta chấp nhận cái những thứ mà mình không thay đổi được. Dạ, yeah. Ý là thì giống như là hồi xưa em cũng đọc sách rồi em cũng nghe mấy cái câu giống như là you can't change the past but you can change the future được cái kiểu, nhưng mà thực sự là cái mình nghe thì là một chuyện, nhưng mà làm được cái chuyện đó thì nó một cái khả năng về sau này em mới học được. Và chị nghĩ đấy là một trong những cái thử thách lớn nhất mà tất cả bọn mình sẽ phải đối mặt với cuộc sống. Yeah. Chị cũng hay nghĩ rằng là mình đến một cái chỗ này mà chắc chắn nó tốt hơn cái chỗ cũ. Kiểu life come at me, ổn không sao. Nhưng mà lúc đấy sẽ lại có một cái gì đấy mới nó đến. Và mình sẽ lại kiểu cái con người mình nó sẽ luôn luôn nhỏ bé. Nên là có lẽ là mình nên dẹp cái ý nghĩ rằng là nếu tôi đến một cái chỗ này, nó không phải như một cơn lũ, đến một cái chỗ cao hơn thì nước sẽ không chạm đến chân mình. Mà thực ra cuộc sống này là nó là cái việc là chúng ta sẽ luôn có những cái thử thách mới. Và nó, mình chỉ có thể thay đổi cái thái độ của mình với cái thử thách nó sẽ đến với mình thôi. Chứ nó không có một cái, thực ra cũng chả, đây là cái bài học về sự trưởng thành, chả ai dạy. Bảo 30 tuổi thì mình chuẩn bị 40 tuổi. Nhưng mà cuộc sống vẫn sẽ có những cái rất là khó. Đấy, và nó luôn là mình sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng mà em có nhớ là cái khoảnh khắc nào em quyết định là tôi sẽ bước ra khỏi cái đáy này, cái điều gì kéo em lên khỏi cái cơn trầm cảm? Em cũng không rõ nữa, em chỉ biết là cái lúc đó là em sau khi kiểu giống như là em nói chuyện với mẹ, xong rồi em nói chuyện với mọi người, xong rồi kiểu mình cứ như vậy hoài. Xong rồi thì đến một cái lúc thì em, nhất là khi mà cái rap Việt nữa, thì em cảm thấy là khi mà em nhìn thấy mọi người, em congratulate mọi người, nhưng mà cái em nhìn thấy mọi người xong rồi mọi người cũng kiểu như là ồ sao V-Ray lại không xuất hiện, không sao V-Ray lại bla bla, sao V-Ray, sao anh không ra nhạc, sao anh không vân vân, kiểu họ cũng, em cảm thấy là giống như là em có được cái sự công nhận ngầm của mọi người. Nhưng mà kiểu mọi người rất là trông đợi và rất là công nhận mình, nhưng mà em nhìn vào những cái thành tích mà em có được thì nó không có match với lại cái sự tung hô đó, thì em cảm thấy là bản thân mình đáng lẽ phải làm, mình có khả năng để làm nhiều hơn như vậy nữa. Và lúc đó thì em thấy là ok, mình lại càng, em mới có động lực, ok, có một cái gì đó để muốn chứng minh. Cái thời điểm mà quay tập này thì vẫn đang là đồn đoán, nhưng mà khi tập này ra mắt thì là mình đã biết là đến mùa thứ 3 thì là BA tham gia Rap Việt. Rap Việt cũng là một cái case khá là thú vị, đúng không? Bởi vì là, và chị cũng hơi nói nhiều về vấn đề này, chị cũng hơi lười nói rồi. Cho nên là cái cảm giác của em về việc là ở Việt Nam thì cứ mainstream với lại underground. Khi được mời xuất hiện chính thức trên Rap Việt, cái cảm giác của em thế nào? Cái cảm giác của em lúc đó thì là em cảm thấy là bay vào cái thời điểm em nhận được
thì em cảm thấy yes. Cũng giống như là cái cách mà em manifesting. I was like yes. Thao túng thầm tí thành công. Thì yeah, thì khi em mà đăng một cái icon trên Facebook. Nhưng mà ý là em xác định mục tiêu là ok, mình mình muốn ấy, thì em cảm thấy là cái rap Việt mọi người rất là mong chờ, và em cũng thấy là đó là một cái nơi em có thể gọi là chứng minh bản thân, cũng giống như là học hỏi, và giống như là nó là một cái nơi rất là tốt, một cái sân chơi rất là tốt để em có thể reach được đến nhiều người hơn, và để đấy được cái goal của, main goal của em là yeah. So cho nên là em cảm thấy em lúc mà để xong thì em khá là vui. Yeah, yeah, chị nghĩ là đâu, chị nghĩ cái ghế của Rap Việt, khoan nói, nó là một cái show truyền hình thành công, có ảnh hưởng đến cộng đồng, thì chị nghĩ quan trọng nhất là sự công nhận, một sự công nhận chính thống. Yeah, đúng không? Bởi vì là em sẽ lên TV của cả nước. Yeah. Em có đi tìm cái sự công nhận này không? Lúc trước thì em không. Như em nói, nên em mới rap như thế, em mới viết như thế. Lưu chưa? Yeah, thì em khá là không nghiêm túc cho lắm nha. Yeah. Với cái em cảm thấy là thật ra thì vào cái lúc thế thời điểm đó em cũng khá là gọi là mình đang gọi là đang rất là có đà ấy. Uh-huh. And so I feel like, you know, me against the world, kiểu không không ai chống lại được mình. Mình không cần cái gì hết, mình ấy, mình cứ mình ra. Yeah, thì nhưng mà rõ ràng là khi mà em vướng lại cái đó và em dừng lại một khoảng thời gian, thì em nhìn lại thì em thấy ok, mình I gotta catch up. Yeah. Và em có sợ cái sự công nhận này nó trở thành một loại áp lực không? Tại vì chị có cảm giác một người làm nhạc đầu tiên là để fit in, sau đó để tìm thấy bản thân, thể hiện bản thân, không quan tâm đến. Nhưng mà khi mà nó thành một cái sự công nhận, nói chung là cái ghế đã trèo lên và ngồi vào rồi. Right. Tại vì sự có mặt của em, yeah, cũng có nghĩa là một vài người đã không ngồi cái ghế đấy nữa. Yeah. Một người mới xuất hiện, tức là một người cũ đã phải nhường ghế, đúng không? Vâng. Em suy nghĩ gì về cái kiểu áp lực này? Em thấy cái sự áp lực đó làm cho em nó sao ta, nó feel my energy more. Càng dead đi, đúng không? Yeah, em không thấy áp lực một tí xíu nào về chuyện đó. Tại vì trước giờ em thấy là mình là một người thích proof, chứng minh mọi người sai, chứng minh mọi người là chứng minh là mình đúng. Chứ, cho nên là cái việc mà càng muốn ấy thì em lại càng muốn chứng minh, em lại càng muốn. Yeah. So đối với em thì nó không có không gây áp lực cho em. Thế bây giờ giả sử là được công nhận rồi, đúng không? Ở đây cũng là cái thềm, gọi là hôm nay là ngày mùng 9, tức là 3 ngày nữa bắt đầu quay những cái tập đầu tiên. Thí sinh em thấy thế nào? Thí sinh à, em có được đi dạ, cả không được cast bắt đầu vào trong ngày à. Dạ. Nhưng mà ví dụ theo cái thời rap bây giờ, em quan sát, chắc là em phải quan sát người trẻ rap chứ, đúng không? Dạ, em cũng có quan sát một tí xíu, nhưng mà thực sự thì em về sau này em thích nghe nhạc bên nước ngoài nhiều hơn. Và thì với nhạc rap Việt nhờ trong nước thì chỉ có những cái người mà kiểu stand out thì em mới là ok, em thích. Thì em mới ok, I like it thì, thì em mới để ý tới và nhớ tới. Còn thực sự là để mà biết thì em rất là nhiều, rất là nhiều mà em không biết. Em nghe nói là từ kỳ này là đâu tới 3-4 nghìn người đi. Đúng rồi, rất là trở thành cái hiệu ứng. Không thể nào biết hết được. Không tài nào. Nhưng mà theo em, nếu em so sánh cái thời mà em bắt đầu lên internet và search những cái bài đầu tiên về rap Việt, cái thay đổi nhất của rap Việt thời gian này là gì? Những người mà làm nhạc, viết nhạc có cái gì thay đổi trong cái thế hệ mới này? Họ thay đổi là đầu tiên chắc chắn là chất lượng.
chất lượng và sự chuyên nghiệp. Kiểu bây giờ kiểu kể cả một nghệ sĩ underground là họ cũng là phải là họ sẽ không thu bằng cái headphone ở nhà, họ sẽ phải cũng là sẽ phải kiểu nào cũng phải cố để dành tiền để có để đi ra phòng thu để đánh một cái beat, tìm một người producer đánh một cái beat. Còn ngày xưa thì làm gì có đâu. Thì đó là cái em nghĩ là cái thay đổi lớn nhất và tốt. Em nghĩ là chiều hướng tốt. Điều tốt. Còn thế khác nhau, em thấy là khác nhiều, kể cả là về lyrics cũng vậy. Lyrics bây giờ cái mà mọi người muốn hướng tới nó khác với lại ngày xưa. Ở đấy bây giờ nói về ngày xưa trước khi nói về cái này thì ngày xưa ví dụ chị luôn, tại vì chị không phải một rapper nhưng mà chị nói chuyện với rất nhiều các rapper thì cái năng lượng mà diss người khác ấy, nó là một cái kiểu là làm cho mình kiểu căng à? Hay là nó như thế nào khi mà một ai đấy quyết định diss một ai đấy thì là như nào? Thật ra thì ghét người đấy thật không? Well, đối với em thì em thấy là nó cũng giống như là đó là tùy vào cái người ấy thôi. Em đi. Em à? Em thì em không, em cố để nó không not too personal involved. Personally involved như vào trong mấy cái đó thì em thấy nó giống như là mấy cái ngày xưa cũng có mấy cái kiểu đối chữ rồi cũng kiểu nói khịa nhau nói thì mình nói là mình đối lại ngược lại thì tất nhiên ngoài cái việc là để battle nhau cho nó vui ấy, thì không có một cái gì gọi là mình phải ghét một tí mình mới viết được rap this chứ không à? Dạ không ạ, em thường em khi em có gặp một đối thủ đi thì em coi cái người đó như là một bài nhạc. And so em thấy là em ok bạn đó thành một cái chủ đề. Và chủ đề em có thể dùng cái góc nhìn này để nói với người này góc nhìn đó. Và em biến cái người đó thành một cái bài nhạc, thành một cái chủ đề cho cái bài nhạc của em. Thay vì là cái technique đấy thực ra là ví dụ kể cả trong viết lách đúng không, hay là trong làm nghệ thuật nói chung nó là một cái technique khá là quan trọng. Là một cái khả năng mà gọi là khắc nhập khắc xuất cái những cái cá nhân của mình thành một kiểu sản phẩm đúng không? Thì chị em phải viết một cái bài nhạc thì nó sẽ nhanh hay là lâu và em sẽ thường bắt đầu như thế nào? Em thường viết một bài nhạc là em như làm tập làm băng vậy á. Là em mà ngày xưa em rất là ghét làm băng. Sau đó thì tôi chợt quyết định trở thành một rapper. Em thì đó xong em không có biết em bị lừa á chị. Ý là em bị lừa là em nghĩ là em đang sáng tác nhưng mà tôi thấy là làm tới cho tới khi em tìm hiểu về ấy xong bắt đầu em làm thì em mới bất chợt em mới ngồi em nói mình đang ngồi làm văn. Thì nó cũng là brainstorm, mình sẽ có một cái title ở giữa, mình sẽ tóm tắt bài nhạc bằng một vài bằng trong vỏn vẹn bao nhiêu đó chữ, xong rồi mình sẽ tách nó ra thành nhiều idea, nhiều ý tưởng. Rồi mình bắt đầu đem hết tất cả những ý tưởng đó rồi viết lại thành một cái bài nhạc. Thì y chang ở trong làm văn thôi. Mở bài, kết bài, xem tiền. Thế còn research, khi mình phải nghiên cứu cho cái này cái kia, ví dụ như là chị nghĩ một trong những cái thời nay cái thuận lợi để research rất là nhiều. Không phải tự dưng mà một cái rapper nào đấy có một cái câu gì đấy rất là catchy, rất là mọi người kiểu viral cái câu đấy chẳng hạn. Thì bọn em có cái research cái phần đấy nó chui vào em vào lúc nào, nó có là một cái sự chủ động mình sẽ nghiên cứu cái trend này, cái kiểu thả này, cái kiểu nói chuyện này hay không? Thì em nghĩ là có những người thì em nghĩ là có những người họ là một người viết lyrics hay nhưng mà không phải là một người làm nhạc hay. Và cái khác nhau là ở cái điểm đó là có một vài người em đang cố nói làm sao để cho nó không đụng chạm nhất có thể.
thì nhưng mà cái mắt của em rất là đụng chạm với em thoải mái đi. Dạ yeah. Thì nhưng mà sẽ không yeah. có một kiểu giỏi cả hai à? Thì em nghĩ là có, cũng có, thì sẽ những cái người đó sẽ rất là exceptional. Thì chị thấy thì những cái người đó thì là những cái người top, họ sẽ ở trên top, như là Ramastic, Binzy, Dengbo, you know, Carrick, em. What? Yeah. Đây thì... là người chị quen này. Đấy, now em comfortable với chị. Oh my god, là sau một tiếng nói chuyện thì cuối cùng VA đã công nhận là có một chút thoải mái rồi đấy. Yeah. Dạ vâng, thì đó nhưng mà thì đấy, câu chuyện research em có phải quan tâm nhiều việc là có cái trend này đang diễn ra và khán giả có thể thích cái điều này. Nó luôn một cái câu hỏi cực kỳ căn bản luôn, là tôi sẽ tạo ra một thứ mà người ta thích, ai mà chẳng muốn là như thế. Dạ. Yeah. Nhưng mà phần lớn mình sẽ bắt đầu cái việc research trong việc là người ta đang thích cái gì nhỉ? Em không có research, nhưng mà em nghĩ là em thì một trong những cái mà em thấy là mấy là em nghe một cái bài nhạc, em sẽ thấy được là cái khúc đó họ làm như vậy nó rất là hay, mình có thể đem về bỏ vào trong như nào tủ đồ chơi của mình. Dạ yeah, thì đó thì em nghe nhạc nước ngoài, em nghe rất là nhiều thể loại, em nghe nhất là nhiều người, nghe đủ lum la hết. Xong rồi thì đó em sẽ để ý những cái đó, rồi em sẽ về em sẽ sử dụng vào trong cái bài nhạc của mình. Và thực sự là những cái tạo ra được những cái câu trend hay là những cái melody nó bắt tay như vậy, thì nó em thấy là nó là một tí xíu năng khiếu phải có. Và cái đó không thể dạy được. Ok. Từ bé đã cảm thấy tôi có cái talent này. Mình vừa nói đến chuyện bí đúng không? Dạ. Yeah. Với cái người tập làm văn, tôi đang nói vui đúng không? Tất cả những người viết thì cái bí là một cái sự kinh khủng, cái writer block đấy. Yeah. Thực ra chị luôn hỏi là thế, chị hỏi từ những người viết kịch bản cho những người thực ra khi dùng đến chữ nghĩa ấy, cái lúc tuyệt nhất là chữ nghĩa nó tự chạy. Yeah. Em có công nhận không? Là mình gần như mình không phải nghĩ nữa. Yeah, đúng và rồi. Thực ra mình ngồi phải. Oh yeah. Oh that's em có một cái high. You get high from it. Yeah. Yeah. Thì đấy thì mọi người hay nói là viết này đến lúc là không, lúc sau mình không viết nữa. Nó cứ chảy thôi. Yeah. Thế nhưng mà nếu mà lúc trong trường hợp nó không chảy ấy, nó kiểu kẹt ở đây. Cái đấy nó hay xảy ra với em không? Dạ có. Nhưng mà thay vì là em không gặp cái writer's block, cái kiểu mà nó là một cái thời gian dài, với cái writer's block của em thì nó sẽ là em gặp hoài luôn. Là thì nhưng mà cái rules về sau này thì em cái việc viết nhạc đối với em là nó là một cái routine của em phải làm trước mỗi buổi tối trước khi em đi ngủ ấy. Là cho dù là em viết sàm, viết ấy, viết nó như nào cũng được, em không dùng cũng được, nhưng mà em sẽ viết rồi. Yeah. Okay. Em là kiểu như đấy nè. Yeah. Xong rồi thì nhưng mà cái rule của em là nếu như mà mình đang làm nó trơn tru á thì mới làm, còn nếu như mà mọi thứ mình đang làm mà nó lại block lại thì mình dục đó ngày mai mình quay lại mình làm tiếp. Chứ mà mình đang bị stuck mà mình càng cố làm thì mình sẽ làm hỏng nó. Và có một cái kiểu cảm giác là nó đây rồi, tức là khi mình làm nó có các cái cảm giác này, nó có khác nhau, tại vì ai mà chẳng muốn có một masterpiece đúng không? Đây đây rồi. Em có cái sense đấy không? Là ví dụ. Cũng có. I have the same feeling với Exes Hate Me. Với Cop 20 cũng vậy. Và em có khá là nhiều bài nhạc. Thế giả sử cái cảm giác đấy thì mình biết. Còn nếu mình không có cái cảm giác đấy, lại là một thứ mà có cái lúc nào mà không có cái cảm giác đấy mà vẫn thành không? Em cảm thấy là không phải bài nhạc nào nó cũng sẽ là bài nhạc hit.
Và khi mà thì giống như là ở bên nước ngoài, thực sự là em thấy là mình vẫn còn rất là kém, bản thân em rất là vẫn còn rất là kém. Tại vì khi mà em nhìn những nghệ sĩ nước ngoài, mỗi lần họ vào phòng thu là họ sẽ ra 5-10 bài nhạc. Và họ cứ release, họ cứ để dành đó, họ sau thỉnh thoảng họ release, hoặc là họ đã thành nguyên một cái đống demo, họ release một cái album. So họ viết rất là nhiều, và họ cho dù là có dở hay có hay, họ vẫn keep. So họ không thể nào tất cả bài nhạc nào cũng là một cái bài nhạc hit cả. But the point là mình đang làm, em đang làm cái mình thích mà. Thì em cứ show bày ra cho mọi người xem thôi, ai thích gì thì có. Cái gì connect được với mọi người, được người với người đó thì tốt. Nó là cái một cái sản phẩm, một cái mà em tạo ra thì em chỉ muốn put it out to the world. And khi mà em có cái gut feeling, đây là cái bài nhạc hay, cái bài này nó sẽ ấy, thì em sẽ đầu tư vào trong nó nhiều hơn. Thế làm thế nào để em deal với một cái cảm giác là mọi thứ không như mình mong muốn, một cái bài nhạc đưa ra nó không được đón nhận nhiều như mình tưởng. Thì những cái lúc đấy có cái gì nó sẽ diễn ra trong người em? Thì em sẽ xem nó là, you know, you win some, you lose some. em cũng khá là tích cực trong cái chuyện đó. Thì đôi khi là mình thấy nó hay, nhưng mà nó có vẻ là nó không hợp với mọi người, thì ok, mình back to the drawing board. Tại sao nó lại không hợp với mọi người? Tại sao nó và em sẽ fix nó từ từ. Chị thấy rất là nhiều người nghệ sĩ sẽ rời bỏ cái con đường của họ, hay là không có đủ cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi mình, nếu mà mình zoom out ra, đúng không? Giống kiểu mình vừa nói với cái hình ảnh ma trận ấy. Rõ ràng cái người ở trong cái ma trận đấy chỉ nhìn thấy cái ánh sáng nó đủ cách mình vài mét thôi. Nhưng mà cái người ngoài mà xem cái ma trận đấy mà cố đi một tí cái chỗ này đi, chuẩn bị cái đường này rồi thì lại có thể dừng lại hoặc là rẽ. Đấy, thì giả sử như là một lần có một bài flop, hai bài, ba bài, nhưng mà chỉ nghĩ đến bài thứ 30 chẳng hạn là đúng là rồi. Mình cái gì sẽ khiến mình đi tiếp đây, cái gì sẽ cho mình cái con mắt của một người ở ngoài nhìn vào cái ma trận và nói lại một tí nữa thôi. Em cũng không biết nữa. Em nghĩ là nó cũng là một cái vì ngày xưa nó có ít cái ánh nhìn, và nó ít yêu cầu cái sự chuyên nghiệp và ấy. Nhưng bây giờ thì nó cho những cái người nghệ sĩ underground ngày xưa có cơ hội để thử mình nhiều hơn, thử nghiệm nhiều hơn. Tại vì ngày xưa bắt đầu là đến thì rất là thô sơ, mọi thứ nó rất là thô sơ, và em ra một cái bài nhạc em không có cần phải quan tâm về chất lượng, về ấy đó, chỉ đơn giản là em ra thôi, và em càng ngày em luyện cái kỹ năng em nhiều hơn. Thay vì là một cái nghệ sĩ trẻ bây giờ thì họ sẽ phải mình ra mình phải có một con beat, mình phải có thứ âm, mình phải thế này nọ, xong rồi là họ nhiều khi họ nghe xong ấy họ không thích cái bài nhạc của mình. Xong rồi thì có nhiều bạn cũng tính hỏi em anh ơi, cái bài nhạc như thế nào, em cảm thấy bla 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 bla. Em cũng nói là anh nghĩ là em cứ viết đi. Cứ viết và cứ tiếp tục ra thì thật sự là đó, giống như là chị nói, em nghĩ là cái bài 30 không được thì tới bài 50. Tại vì nếu như đây thực sự là với em thì em cảm thấy là nếu như là cái này là cái thực sự mà mình thích thì mình không bỏ nó được. Nếu là cái đó là một cái đam, nó gọi là đam mê, thì kiểu nào mình không bỏ nó được thì mình cứ tiếp tục mình làm thôi, anh làm thôi. Còn nếu như mà mình cứ do dự là thất bại. Hesitation is defeat. Trong lúc em nói thì chị nhận ra cái sự, cái gọi là sẽ có một cái nhóm chiến binh được kiểu gọi là, đấy là cái lý do có một số các nghệ sĩ họ không có launching bản thân mình ngay lập tức,
họ sẽ đi qua rất là nhiều cái cuộc tập luyện. Có thể với một số người thì nó đơn giản chỉ là mình cái cơ hội nó chưa đến ngay, thì mình cứ chăm chỉ mình rồi mai. Nhưng có những cái sự mà có lẽ cái thời bây giờ rất là quan trọng cho các bạn trẻ là giữ mình ở trong cái thế giới mà hở ra là mình có thể launch được mình. Cái thời hồi xưa ấy, để có một cái bài hát mà lên TV là nó, đúng không, nó phải là cái người DJ phải chọn cái bài đấy, hay là cái người biên tập âm nhạc phải quyết định cho cái bài đấy vào. Bây giờ là cái sự tự xuất bản nó quá là mạnh đi, và nó làm cho con người ta yếu đuối ấy. Tức là không có cái thời gian để rèn luyện bản thân. Đúng là nếu mà đã trải qua những cái việc như là bảo kệ thì không phải bài 30 thì bài 50 đúng. 50 thì 60. Nhưng mà nó sẽ là câu chuyện của việc là ok, cái sự bền con đường mình đi. Nhưng mà tất nhiên mình sẽ quay về cái câu chuyện là âm nhạc đang nuôi được em đi. Giả sử âm nhạc không nuôi được em thì cái gì sẽ cho em cái sức bền đấy? Thì nếu mà thì đó, thì nếu mà âm nhạc không nuôi được em thì em vẫn đang đi học dược sĩ. Ôi em ăn chắc mặt mày lắm. Ý là em ấy vậy thôi, nhưng mà em vẫn là em vẫn đi theo cái gut feeling. Nó hơi risky, nhưng mà thực sự là em lúc nào cũng có một cái backup. Đấy thì chị thấy khác nhau ở chỗ đó đấy. Có rất là thì có rất nhiều bạn trẻ cũng hay hỏi em là em rất là đam mê, nhưng mà ba em muốn em phải thế này, em nói thì em đi học đi, khi nào em làm kiếm được tiền từ đam mê của em thì lúc đó em bỏ cái kia cũng được mà, đâu trễ đâu. Tại vì nếu thực sự nó là đam mê thì em sẽ dành thời gian và lấy bất chấp cái việc em cần phải làm. Tức là nó không phải là dấu trừ, nó là dấu cộng. Cứ có một cái plan B bên cạnh plan A của mình. Không có nghĩa là plan A không có nghĩa là tôi sẽ mất cái gì. Thì kể cả khi mà mình cái đam mê làm nhạc của em nó không ấy thì em vẫn xem nó là một cái hobby được. Tại vì em đang làm em có cái này và em tại vì khi mà làm đam mê thì em sẽ luôn có thể dành thời gian cho nó. Bây giờ thì em dành thời gian cho âm nhạc như thế nào? Em đấy thì chị có trêu là bảo chính là cái kiểu người, tại thực ra sẽ có hai kiểu người là tôi đợi đến mình vừa bàn cái chuyện đấy xong là bác Việt sắp quay rồi, em sau đây chuẩn bị đi thu âm, em cái gì nó gần đến deadline của mình, nhưng mà đấy, nhưng một mặt thì tối nào em cũng muốn biết đúng không. Thế thì có đúng là có hai cái kiểu người tách biệt hay không, hay là mình sẽ kiểu tùy lúc? Là cái kiểu deadline em có sát, em sẽ là cái kiểu người đến sát deadline thì bắt đầu tinh hoa nó mới nổ tách tách ra, hay là không, thực ra thì là cái nó thỉnh thoảng là cả hai. Nhưng mà với cái riêng với cái bài nhạc này thì là tại vì anh T anh muốn em sửa có một câu thôi. Anh là một người, em là một người rất là cầu toàn, kiểu mong muốn cái bài nhạc mình nói ấy á. Nhưng mà ảnh thì còn trên cái level. nhưng mà em rất là tin, nếu mà nói chuyện với ảnh xong là em rất là tin tưởng ảnh, thì không là anh sẽ And so, cho nên là cái last minute em phải đi sửa nó. Ok, một câu. Người ta sẽ thấy một B-Ray như thế nào ở trên rap Việt? Mình nói lúc mới vào, mình nói về các persona của em đúng không? em có tạo ra một cái nhân vật mới khi ngồi ghế rap Việt không? Với rap Việt thì em nghĩ em đang, cái plan của em là em sẽ vào trong đó rồi em tính tiếp. Tại vì em ngồi em suy nghĩ rất là nhiều và em chưa biết là lúc mà em lên tới hiện trường như thế nào ấy. Tại vì khi mà em đợi trước camera trước ấy, em kiểu em không có được thoải mái open ấy, so em chưa rõ tới cái lúc mà em feel tất cả mọi người, có cái connection với mọi người xong thì lúc đó thì em mới thấy là ok, mình bắt đầu mình mới có cái strategy. Còn tại thì bây giờ em cũng không biết là em sẽ như thế nào. Nhưng mà em nghĩ là cái mục đích em lên đó cũng chỉ là muốn connect
với các bạn trẻ nhiều hơn, chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình, học hỏi những cái kinh nghiệm từ mấy anh chị. Tại vì thực sự là nếu mà không có cái chương trình Rap Việt này, em sẽ không thể nào connect được với mấy anh, không có cơ hội để connect với lại mọi người ở trong show đó. Thì ai vào gắt gỏng quá mà nên là, đúng không? Nếu mà mình không có cơ hội tiếp xúc ngoài đời, làm sao mình, nếu mà chỉ qua nhạc có rất là dễ chọn phe. Rồi thế chị sẽ hỏi em về một cái vấn đề mà em biết rõ hơn này. Tình yêu. Vâng. Tóm lại là em trong lúc yêu em như nào, tại vì cái hình ảnh em tạo ra thì em biết rồi đúng không? Dạ vâng. Là cố tình. Dạ vâng. For sure. Cố tình một người bị tất cả những người yêu cũ không yêu thích lắm. Không, hay là như nào ạ? Với cái việc mà em bị người yêu cũ không thích là thật. Là thật. Tức là có hai kiểu đúng không? Là chia tay là thành bạn. Còn em là chia kiểu chia tay thành thù ấy. Thì đó, thì ý là, thì thật ra là đó là cái bài Exes Hate Me ấy, là mọi người nghe thì mọi người thấy nó là một cái bài nghe nó rất là dễ thương, nhưng mà thật ra thì là không dễ thương gì đâu, chỉ có mỗi cái đoạn melody thôi. Thì đoạn cũng kiểu... đó thì thì cái bản gốc của nó là một cái bài rồi chị xem nghe cái bản gốc của nó rồi. Và tại vì nó dark quá, cho nên là em muốn đổi nó thành cái gì đó đấy thì nó mới sao chị tưởng là em chỉ dùng 15% dữ liệu cuộc sống của em thôi, còn đâu không phải là thật đâu, em nói là đôi khi bài đấy là 100 luôn. Bài đó 100%. Cái điều gì khiến cho em bị các exes ghét? Thì thì bài nhạc đó là như chị thấy là khi mà em tự nhiên cái hôm đó là em ngồi em viết một tràng luôn, là thì em tự nhiên em cái ngồi đó xong cái tự nhiên em ngồi suy nghĩ tại sao lúc đó là vừa mới chia tay với lại người yêu, một thì... trong bốn người yêu hay là gì hay là xong rồi thì xong rồi thì lúc đó em kiểu như là em thì đó em cảm thấy là ô sao tại sao mình cứ chia mỗi lần chia tay là kiểu họ ghét mình. Nhưng mà họ nói họ ghét, nhưng họ ghét thật không hả? Em không biết. Nhưng họ sẽ nói là kiểu em cảm thấy là tức là em không... thường là sẽ là người rời đi à hay như nào, thường cái việc chia tay là em là người rời đi. And so em kiểu như em ngồi em thì đó em cảm thấy cái việc đó nó không có được hay, so em biết là có vấn đề, so cho nên là khi mà em biết là oh my ex is hate me, xong rồi thì em ấy ngồi suy nghĩ thêm là and I hate them back. Có nghĩa là em chỉ thấy lúc đó, lúc mà em ngồi em viết cái bài đó thì em chỉ thấy được là người ta ghét mình thôi, nhưng mà thực sự thì em ngồi em mình cũng ghét lại người ta. Mà vấn đề nằm có thể là ở mình thôi, tại rất là tại với ai mình cũng như vậy. Thì đó, thì em mới ngồi là thay vì là em gọi là thì em mới ngồi ok em sẽ viết luôn cho những người yêu cũ đã có người mới rồi, và cả những người cũ chưa có người mới. Thì em keep it nice nhất có thể, và em thêm thử. Và từ thì và em thấy là văn chương lai láng luôn. Pretty good at this, sao mình không làm từ đầu. Thế thế thì em đã biết tại sao họ ghét em chưa? Em nghĩ là một phần là em do em khá là đừng nghe chia tay với người ta trước. Để cho người ta chia tay với mình. Phụ nữ chỉ cần thế thôi. Không phải là người ta còn yêu em nhiều đâu, mà người ta chỉ cần là người ta phải có cái code đấy. Em có nghe nói là em có nghe nói là chỉ có là phụ nữ chia tay đàn ông thôi. Thì không có chuyện là đấy. Thế mà chị vừa hỏi bẫy em một câu là em đã đúng không? Dạ sao ạ? Tức là chị hỏi bẫy em là em chia tay à, là em đã nhận ngay không được. Người ta chia tay em.
Không thì em học, ý là em thì em sau cái đó em ngồi em xúc một chút thì em cũng thấy là em cũng phải nhận một chút xíu phần lỗi về mình. Không phải do họ đúng không? Yeah. Thế ok, thế đấy là trong âm nhạc. Còn trong chuyện ngoài đời ấy, em yêu như thế nào? Ở trong... À, ngoài cái chuyện là exes hate me thì em là một cái chàng trai như thế nào trong tình yêu? Em khá là romantic. Wow. Yeah, em romantic thích, ở cái chỗ là nếu mà bạn chia tay ấy thì sau đấy bạn sẽ được biết được bài hát. Em nghĩ là cái vấn đề em cũng thấy là cái vấn đề nằm ở đó, có nghĩa là tại vì em kiểu em rất là nice và rất là ấy, nhưng mà tới cái lúc nào đó em cảm thấy là em không đáng hả? Em bắt đầu là thấy không còn vui, không còn ấy nữa. Xong rồi là bắt đầu là em thấy em check out từ từ ấy. Uh-huh. Kiểu hôm nay em lấy bước món này từ từ tới lúc ấy thì em chắc là anh đi. And that's a problem. Thì nhưng mà em thích kiểu em kiểu tại vì em khá là em một mình ấy. And so khi mà em có người yêu thì em thích mấy cái date night and then, you know, movie. Nói chung là em kiểu bond với lại người yêu rất là nhiều. Thành ra là khi mà em check out thì họ khá là khó chịu. Sự rời đi. Thế bây giờ có đang yêu không? Dạ. Em đố chị biết luôn. Có. Thì chị người lớn chị nói sao thì nhưng mà thực ra không sao. Vậy đi, dạ. Không sao. Chị muốn hỏi thêm nữa là yeah. tình yêu có một cái big impact, có cái sức ảnh hưởng. Em sẽ là tuyết người là không yêu cũng được hay là cuộc đời này phải yêu và quan trọng nhất là yêu? Không yêu cũng không sao. Và cuộc đời này phải yêu. Em nghĩ là cuộc đời này phải có tình yêu, phải yêu. Tại vì một trong những cái character em rất là thích ở trong How I Met Your Mother là Ted Mosby. Thì ông có nói là love is the best thing that we do. Rất là thích câu đó chứ. Thế chị hỏi một cái câu này có thể nó không liên quan nhưng chị cứ hỏi nhé. Cái việc là bố mẹ không ở cùng nhau, tại sao không ảnh hưởng đến niềm tin của em về tình yêu? Tại vì em thấy mẹ mình kiếm được tình yêu sau đó. Thì em gọi là cũng kiểu hopeless romantic, kiểu em cũng hiểu là em bản thân mình khá là mau chán và vân vân, nhưng mà thì em vẫn muốn kiếm được, em vẫn tính là phải có cái đồ quanh ở ngoài đó. Thế là không phải bây giờ. Ấy là câu hỏi mà rất là thuộc của em. Đấy là ngày mai em lên hoang đảo, không biết ngày trở về. Khi đi mang theo một cái cuốn sách thì cái gì trong đầu em bật lên? Một cuốn sách à? Lên hoang đảo một mình, chỉ có mỗi mình em. Mà cuốn sách thì em thấy là nếu là vậy thì nó phải là một cuốn sách em có thể đọc đi đọc lại. Em nghĩ chắc em sẽ mang theo một quyển kinh thánh. Em theo đạo à? Dạ không. À thì nhưng mà em nghĩ nếu mà em lên trên đảo thì em bắt đầu cầu nguyện. Nhưng mà kinh thánh cũng là một cuốn gọi là em enjoy. Em rất là thích những cái câu chuyện ở trong đó. Em thích em không có theo đạo nhưng mà em rất là thích biết là lớn lên ở bên Mỹ nữa thì những cái câu chuyện ở trong trong đó nó influence rất là heavy. Và chị nghĩ cũng rất là khó đọc ấy. Tại vì kiểu văn cổ ấy chị có, hồi xưa chị có đọc kinh thánh và kiểu tất nhiên là đấy là một cái tác phẩm kiểu vĩ đại của nhân loại, bởi vì nó là cái tổ hợp của rất là nhiều
những cái câu chuyện khác nhau, những cái cuốn lịch sử theo một cái phiên bản của những cái người kể. Nhưng mà yeah, ok. Thế bây giờ anh được mang theo một người đi thì đấy là ai? Oh yeah, for sure mẹ em. Thế còn tình yêu của mẹ em? em nghĩ là nếu như mà em một ngày lên hoang đảo thì mẹ cũng sẽ phải đi tìm em, cho nên là dắt mẹ đi cùng. Thôi dắt mẹ đi cùng em, với lại em như em nói là cái cơ hội mà mẹ em có thể về lại đất liền nó sẽ tăng lên rất là nhiều khi có mẹ. Mẹ là một người em có thể tìm tới để gọi là em mỗi lần em không sure hay là cần một cái quyết định gì đó, em cần một cái góc nhìn nào khác, em luôn tìm mẹ. Mẹ là một người problem solving cho em. Mẹ có thích các exes của em không? Yeah. Mẹ có thích các người yêu cũ của em không? Mẹ em là gọi là sao ta, kiểu sao tới giờ vẫn kiểu như là tất cả những cái vẫn nói chuyện. Mẹ vẫn nói chuyện, mẹ vẫn thỉnh thoảng mẹ vẫn đi ăn uống. Mẹ em là cái kiểu đó. Và mẹ em có bao giờ va đụng với cái những cái lyric thời rất là gắt gỏng của em không? Mẹ có một cái ý kiến gì không? Ý là mẹ có ý kiến, nhưng mà mẹ em thì là kiểu mẹ cho nó thời gian, ý là vào cái lúc mà em làm những cái chuyện đó mà mẹ thấy mẹ cũng chỉ mẹ gọi là không có ngăn cấm, không có cấm cản. Và mẹ thì đó, mẹ sẽ từ từ ấy, xong rồi cái kiểu là thấy là em ấy, xong rồi bắt đầu là trời ơi, ý là phải chi mấy cái lúc đó mà không có làm như vậy, không có lúc đó có nói như vậy. Mới thấy cũng đúng nhỉ. so sweet. Yeah. Nhưng mà vào cái lúc đó thì mẹ biết là mẹ nói thì em cũng sẽ cãi thôi. Cho nên là mẹ em lúc nào cũng là cứ để em thoải mái là chính em. And then sau đó thì mẹ, một cái thời gian sau đó khi mà nó có hậu quả rồi thì mẹ mới nói trời. Ok. Yeah. Thì bao giờ có nhạc mới? Dạ. Yeah. Tức là bây giờ sẽ là tập trung vào rap Việt thôi em. Nếu không có rap Việt thì các cái kế hoạch bài vở, các dự án của em thế nào? Từ khi mà em biết là em sẽ làm thì em focus vào rap Việt. Là em prepare rất là nhiều thứ để cho thí sinh cũng như là để cho bản thân mình, để em muốn khi mà em lên trên đó em sẽ còn là một cái version chuẩn bị ready nhất có thể. Nhưng mà với còn thì em tạm gác lại những cái project mà đáng lẽ em sẽ làm. So em nghĩ là cái graphic sẽ là một cái ấy để push cái project sau đó của em. Cho nên là em cũng không có muốn mọi người biết sớm mất hay. Tức là sẽ kiểu người sẽ không nói quá nhiều về cái mình sẽ ra hả? Dạ vâng. Chị quên mất, đáng lẽ trong cái câu hoang đảo có thêm, tại vì nhắc đến chuyện là làm nhạc, em có gang của em, bây giờ vẫn câu chuyện hoang đảo mà không mang mẹ em ấy. Chọn giữa Đạt Chi và Masu thì sẽ là Đạt Chi. Không phải suy nghĩ luôn. Masu là cũng giống y chang em, hai đứa em là không có. Hai đứa Đạt Chi thì kiểu nhanh nhẹn mà đấy, biết làm này làm nọ, biết nấu ăn, biết và ít ra là Đạt Chi cũng kiểu nói chuyện nhiều hơn em, với lại Masu là cái kiểu của hai người hướng nội, kết nối với nhau ấy, kiểu chat với nhau, ngồi cạnh nhau chat với nhau. Kiểu ở chung nhà, hồi trước là em ở chung nhà với Masu. Xong rồi là hai anh em kiểu ra ngoài phòng khách, ngồi Masu cái ra, cái hai người ngồi thuốc. Xong cái kinh nghiệm không nói một câu nào hết. Xong rồi xong chuyện cái em lại đi vào trong phòng, nó cũng đi vào phòng đó. Xong em thấy cảm giác giống như là với ba mình ấy. cái kiểu nó cũng như vậy, kiểu hai người không nói gì hết, chỉ ngồi vậy thôi, không phải kiểu cũng hiểu. Nhưng mà phải có cái sự tương tác đó mới thấy thoải mái. Yeah.
chị cũng nghĩ là tại chị có nghe cái câu chuyện siêu đẹp về việc là bọn em đã gặp nhau trước tất cả việc mà bọn em thành công và trở thành ngôi sao, đúng không? Và bọn em vẫn làm bạn với nhau. Dạ đúng. Sẽ thế thì cái tác phẩm tiếp theo có sự hợp tác không hay là nó là project cá nhân? Sắp tới nó sẽ không phải chỉ là một bài nhạc, mà nhiều khi nó không phải là bài nhạc. Nhiều khi nó là một cái gì đó. Ok, được rồi. Nhưng mà nó sẽ là nhiều hơn là một tác phẩm, nhiều hơn là một bài nhạc. Nhưng có làm chung với các bạn không hay là làm gì? Với Masu và Chi chắc chắn có. Ok, đủ thông tin rồi. Cảm ơn V-Ray vì là sau 5 năm mình cũng gặp nhau có duyên. Em thấy hôm nay mình nói chuyện thế nào? Em còn có cái gì chất chứa mà em chưa được nói không? Em cũng không kiểu trong vai bác sĩ tâm lý đến cuối giờ ấy hỏi là thì ý là kiểu em cũng không biết là nếu mà kiểu muốn nói thì sẽ nói cái gì nữa. Thế cái cuộc nói chuyện này có giống với hình dung của em không? Actually em cũng có research và có cũng đoán được khoảng 60% em giận. Nhưng mà em cảm thấy rất là vui để là em nói chung là đây cũng là một, em cảm thấy là khi mà như em nói là khi mà em họp với team em cũng nói là đây một trong những cái podcast, một trong những cái buổi phỏng vấn mà em cảm thấy là em cần phải chạm tới được để em đi tới được những cái bước mà em muốn làm. Oh my god, đó chị là một bàn đạp. Ý là được lên trên đây, được trên đây, ý là nó sẽ được cái sự công nhận cũng như là chị nghĩ là chị feel flattering. Với lại có một cái mà chị cũng muốn, thì mình cũng muốn chia sẻ với khán giả là thì mình rất là tin vào một thứ, có rất là nhiều thứ nó hiện ra ở cái timeline này. Mình đang trò chuyện với nhau, khán giả đang nghe cùng một lúc. Nhưng cũng đồng thời có những cái thứ khác nó xảy ra trong một cái timeline khác mà mình có những cái câu trả lời, thực ra nó không nằm ở từ, đúng không? Nó là một kiểu năng lượng. Trong cái ánh mắt nó là một cái gì đấy mà thì mình tin là khi mình ở một cái mức độ đồng cảm mình sẽ hiểu được nhau. Không nhất thiết là phải là ngôn từ. Và thực ra khi mà làm podcast này, cái mà chị trân quý nhất cũng là cái mức năng lượng đấy với khán giả. Nhiều khi có thể bạn sẽ dừng lại xem một cái bản ngắn của cái cuộc trò chuyện này. Có thể bạn dành thời gian trước khi đi ngủ, trong lúc đánh răng nghe nguyên một cái cuộc trò chuyện. Thì nó không quan trọng bằng một cái cảm giác là tôi đã ở đây. Hai người này đã trò chuyện. Và hai người này trò chuyện để maybe là gửi đến bạn một cái thông điệp nào đấy. Thì chị hay không nhìn nghệ sĩ bởi vì họ là nghệ sĩ nổi tiếng. Chị hay nhìn họ bởi vì là họ đều là những người đã từng trải qua một cái tuổi trẻ. Đã biết cách kể cái câu chuyện cuộc đời họ. Và cái cách kể đấy nó có thể giúp người khác kể tiếp cái câu chuyện cuộc đời riêng của họ. Thì hôm nay cảm ơn em cũng là một bàn đạp ở trong chuỗi bọn các chị. Hôm nay rất là vui được biết em và biết cả bố mẹ em nữa. Em lời kể của em thì thấy em có một cái sự trìu mến dành cho họ. Và chị nó giúp lý giải cho việc là kiểu em là ai và tại sao em ở đây. Đúng rồi. Thì em cũng muốn em cảm thấy là rất là thành công cái buổi cuộc nói chuyện hôm nay, và cũng cảm thấy là rất là kiểu như là connect được thêm một người ấy, cho nên lại thấy em có thể, em rất là rung mỗi lần mà em làm phỏng vấn hay là đứng trước máy quay, vì em không biết là em có thoải mái và bắt đầu nói chuyện được không, cho nên là em cảm thấy rất là vui. Sau là fan trên Facebook thì mình sẽ là là fan được ở ngoài đời. Lại còn là hàng xóm nữa. Cạnh văn phòng của Vietcetera. Cảm ơn Bảo đã đến với cuộc phỏng vấn hôm nay nhé. Cảm ơn chị. Chúc cái hành trình web Việt thật là thành công.
chúc cái dự án mà chưa hề nói một tí nào ấy nhiều hơn cả một bài nhạc ấy sẽ thành công. Và chắc chắn nếu em tiếp tục làm nghề mà chị vẫn tiếp tục làm podcast thì mình sẽ còn gặp lại nhau. Cảm ơn nhé. Cảm ơn chị. Cảm ơn tất cả khán giả của Have a Sip.